Xin chào các bạn, mình tiếp tục đưa các bạn đi tham quan một dãy những tác phẩm bonsai tầm trung và tầm đại được trưng bày ở trong khu vực này. Tiếp theo chúng ta đến với cả một tác phẩm của anh Nguyễn Văn Sử, tác phẩm cây xanh đại thụ vâng của Linh Hiệp Gia Lâm. Chúng ta tiến vào phần gốc một chút ạ. Trong khu vực này họ bày khá nhiều những cây xanh. Vâng, một cây xanh đã trùm chậu rồi. Đó là một cây xanh dáng làng. Và nhân tiện mình đưa các bạn tới một tác phẩm xanh đại này. Chiều cao của tác phẩm cỡ 3 mét. Vâng, tác phẩm cây xanh này có tên là Lão Làng Kinh Bắc. Cây xanh khá già. Ở trong khu vực này thì mình sẽ đưa các bạn tham quan một số tác phẩm tiêu biểu thôi. Vâng, còn những tác phẩm tầm trung không ấn tượng thì mình cũng sẽ không quay. Và như các bạn thấy qua màn hình, đây chúng ta đang đứng của triển lãm sinh vật cảnh của tỉnh Bắc Giang. Trước mặt màn hình chúng ta đó là Nhị Lão Tọa Sơn ạ. Vâng, mình đưa các bạn tham quan qua cái phần gốc một chút. Một đôi song thân bay lên. Và tiếp theo trước màn hình chúng ta đó là một cây lục vừng có cái thân khá lớn, vầng tán tròn, chiều cao của tác phẩm cỡ 1m9, 2m, cái gốc khá là lớn và vô cùng xù xì. Tác phẩm này thì mình thấy hình như họ mới sang chậu, đúng không ạ? Họ mới sang chậu, một tác phẩm đại. Vâng, một tác phẩm hoa giấy. À, mình thấy họ đề chữ bán cây. Bạn nào có nhu cầu thì có thể liên hệ với chủ cơ sở. Vâng, mình thấy một số tác phẩm tầm trung này cũng khá là bắt mắt. Mình sẽ quay cái cây này. Vâng, để các bạn chiêm ngưỡng tác phẩm này. Một tác phẩm xanh dáng làng. Và ngay phía sau đó là một tác phẩm cây hoa giấy ạ. Vâng, cái gốc khá lớn. Vâng, các bạn có thấy độ lớn của cái gốc cây này không ạ? Vâng, khá già. Chiều cao của cây hoa giấy này cỡ 1m8 ạ. Vâng, Tiên Lão Giáng Trần là tác phẩm trước màn hình chúng ta. Tới phần gốc chút. Vâng, tác phẩm Tiên Lão Giáng Trần. Cây khá già. Gốc xanh hết rồi. Cây này phải 2 người ôm ạ. Gốc cực lớn luôn. Vâng, mình đang đứng ở phía sau tác phẩm. Một tác phẩm khá lớn. Một cây xanh cực kỳ hoành tráng. Chiều ngang phải đến 5 mét ạ. Vâng, là một cây xanh đại. Gốc cực khủng luôn. Vâng, tiếp theo trước màn hình chúng ta đó là một lão mai đại thọ, đã từng tham gia rất nhiều những cuộc triển lãm. Gốc siêu khủng.
cây này phải hơn 2 người ôm ạ, cực lớn. Và cuối cùng chúng ta đến với cả tác phẩm của nhà vườn hoa taxi. Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình. Hẹn các bạn trong video clip tiếp theo. Vâng, một tác phẩm cây đỗ quyên có cái tên khá mỹ miều, cây lữ hoàng quyên cửu long mẫu lữ ạ. Vâng, có cái tên khá mỹ miều, hoa rất là đẹp. Vâng, giá 200 triệu không bán ạ. Vâng, ừ. Còn cái tác phẩm này thì chắc phải nhiều tiền hơn ạ. Chắc vâng. Cây đẹp quá. Hoa giấy ạ. Đâu? Hoa đỗ quyên ạ. Đỗ quyên. Đẹp quá. Dạ. Vâng, tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn. Là cái cây này nó lâu năm lắm rồi chứ mà giờ mới làm. Mốc là thế này rồi.